Lời tiên tri mới nhất về vận mệnh Tân Hợi, sinh năm 1971, từ 55 đến 59 tuổi, vượt nạn đắc phúc, tiền nhiều như nước, càng già càng giàu, ba đời hưng vượng nếu tránh được ba điều này. Thất bại chẳng đáng là chi, lâu rồi sẽ thấy đây là thường thôi, chắc chắn rồi sẽ bình an, mỗi ngày cố gắng chan hòa yên vui. Tân Hợi cống hiến chẳng màng công danh, khởi đầu cuộc sống mong manh, chuyện lành sẽ đến thành công vang trời. Hoan hỷ chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị tuổi Tân Hợi thân mến, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, mà ông trời thì lại cứ trêu đùa, luôn mang đến những đắng cay, hờn tủi, có nhiều khi âm thầm. Tân Hợi hỏi mình đã sai và lầm lỗ chỗ nào mà kéo dài theo năm tháng khổ đau, bước chân ra trên đường đời mấp mé, một kiếp nổi trôi bước chân trần, có lẽ chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu. Vâng thưa quý tín chủ, cổ nhân con nói 40 không lăn lộn, 50 mới biết khổ. Sau khi đã sống hơn nửa đời người, con người ta thường kỳ vọng điều gì ở bản thân mình? Lựa chọn gác lại sự nghiệp trở về an nhàn hưởng thụ cuộc sống hay tiếp tục phấn đấu vươn lên đỉnh cao của cuộc đời? Thực ra dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng đều mong muốn tương lai của mình tốt đẹp hơn, phần đời còn lại của mình sẽ sung sướng, đủ đầy hơn, nhưng thực tế thì không bằng phẳng và dễ dàng như vậy. Khi chúng ta muốn có được điều gì đó, cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận buông bỏ và đánh đổi vài thứ, đặc biệt cần tránh ba điều đại kỵ sau đây nếu không muốn chiêu mời kiếp nạn, tận mạng, tận số. Quý vị hãy cùng tìm hiểu và chiêm nghiệm điều được coi là mầm mống hiểm họa này để tránh xa họa hạn, có cuộc sống an nhàn thoải mái như mong muốn. Sinh nghèo không phải tại ta, chết trong nghèo khổ đúng là do ta. Sinh nghèo không trách mẹ cha, sống nghèo ta phải trách ta vạn lần. Sống không cố gắng bản thân, chết trong túng bấn muôn phần xót xa. Muốn thoát nghèo giống người ta, tự thân nỗ lực gấp 3-4 lần. Xưa nay trên cõi trần gian, sinh nghèo chết sướng hàng ngàn tấm gương. Chờ sinh tuổi Tân Hợi chú định tính tình hiền lành, nhân hậu, không màng chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Mệnh chủ vốn lấy lao động là niềm đam mê và luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc, thiên tài tinh giúp đỡ nên sự nghiệp thuận lợi. Người này biết cách vận dụng tài nguyên trong tay mình để công việc có thêm nhiều trợ giúp, năng lực phán đoán mạnh mẽ, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Có thiên quan tọa mệnh, ngụ ý bạn nổi tiếng là người nghĩa hiệp, hay ra tay giúp đỡ người khác, nên công việc luôn có người giúp đỡ mà trở nên suôn sẻ. Bản tính quyết liệt, nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần sôi nổi, giúp mặt quan hệ xã giao của bạn thêm nhiều thuận lợi. Và nếu tín chủ có hữu duyên nghe hết lá số này, biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt, hẳn tín chủ sẽ có thể cải biến vận mệnh theo ý. Nội dung video gồm các đầu mục: 1. Hiểu về quá khứ và cá tính để biết về tương lai của tuổi Tân Hợi. 2. Vận mệnh công việc, tình cảm, sức khỏe, vận hạn, các mối quan hệ của tuổi Tân Hợi. 3. Vận số từng tháng sinh may mắn của tuổi Tân Hợi. 4. Lời khuyên thực sự cải biến vận mệnh cho tuổi Tân Hợi. Trước khi đi vào lá số cải vận cho người tuổi Tân Hợi, ta cùng tìm hiểu sơ lược về quá khứ và cá tính để thấu hiểu vận mệnh của tuổi Tân Hợi. Theo tử vi nhận định, Tân Hợi là những người đáng tin, sống có nguyên tắc, mang đến cho người khác sự an tâm, vững chãi khi dựa vào. Không những vậy mà bản mệnh còn làm việc vô cùng cẩn thận và không biết mệt mỏi là gì, nguyên tắc nhưng công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tuy nhiên đôi khi hơi bảo thủ, muốn thay đổi quan điểm của họ thì sẽ rất vất vả và khó khăn. Bản mệnh có đầu óc thực tế, không thích mơ mộng, viển vông hão huyền. Sự chân thành, trung thủy và khiêm tốn chính là nam châm hút người khác đến gần với họ hơn. Tuy nhiên, đối với những người xa lạ, họ tỏ ra rất dè dặt, thậm chí thờ ơ và xa lánh. Sở hữu một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục người khác và thường thẳng thắn với mọi chuyện bất bình mà không màng đến hậu quả ra sao. Những chú heo sinh năm 1971 là những người đáng tin cậy, do đó những chiếc ghế lãnh đạo đầy quyền uy thường dành cho họ tính cách bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu khuất phục ai, được họ che giấu khéo léo và tinh tế bởi vẻ ngoài đơn giản. Sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng và kiệm lời. Tử vi hé lộ, từ 55 đến 59 tuổi, tuổi Tân Hợi tích lũy vững vàng, bội thu của cải. Tân Hợi cũng là một trong những cái tên con giáp rũ sạch vận đen từ năm 2023 tới 2028. Thời điểm này, vận trình sự nghiệp của mệnh chủ ngày càng ổn định, thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm, bản lĩnh của bạn cũng được rênh rũa vững vàng qua quãng thời gian chịu nhiều thách thức. Rất nhiều thử thách đặt ra, đòi hỏi Tân Hợi phải kiên trì và nỗ lực tới cùng,
Và nếu nắm bắt đúng thời cơ, bạn hoàn toàn có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân luôn mong mỏi. Không cần biết thời gian trước khó khăn hay thất bát ra sao, thời gian này bạn càng chủ động và xông xáo, sức bật càng mạnh, càng nhanh chóng quét sạch mây mù, bước lên đỉnh vinh quang. Công việc thuận lợi sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh cho bản mệnh trong những năm tới. Điều này cho thấy bạn nên tập trung vào công việc chính, để thu nhập ngày càng sinh sôi nảy nở hơn, đó cũng chính là nguồn thu bền vững, ít rủi ro. Giai đoạn này, bạn được khuyên nên gia tăng tích lũy, không nên dốc sức đầu tư quá nhiều, khiến bản thân bị phân tâm, việc gì cũng nhúng tay vào, sẽ không có đủ sức để chu toàn tất cả. Không khéo còn sôi hỏng bỏng không, chỉ cần cố gắng duy trì sự ổn định, Tân Hợi hoàn toàn có thể tích lũy được nguồn tài sản phong phú, nhưng cứ mãi mê chạy theo xu hướng. Bản mệnh có thể đánh giá tình hình sai lầm bằng những suy nghĩ quá non nớt của mình. Một khi không kiểm soát được lòng tham, bạn có thể bị tổn thất nặng nề. Đối với người làm kinh doanh, bản mệnh có thể đưa ra quyết định mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng để lợi nhuận tăng tiến nhanh hơn. Nhìn chung, trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Tân Hợi nhất định sẽ thu được nhiều của cải, chỉ cần lúc này là họ có sự nghiệp hanh thông. Cơ hội thăng tiến rộng mở, con giáp này sẽ không chỉ may mắn trên con đường công danh, tài lộc, mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn, cuộc sống lên hương, ít ai sánh bằng. Về mặt sự nghiệp, tính cách tuổi Tân Hợi, hành động chậm chạp nhưng khá cố chấp, một khi họ đưa ra quyết định, họ sẽ kiên trì đến cùng, thận trọng và cẩn thận, trước khi hành động, họ sẽ cân nhắc rất lâu. Tính ổn định là một đặc điểm khác trong tính cách của họ, vì họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường và sự phán xét của người khác, với niềm tin và ý chí kiên cường, họ luôn có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Trung thực và kiên nhẫn, họ là những người bạn đồng hành và người bạn đáng tin cậy. Bên cạnh đó, họ rất độc lập và cần cù. Điều này khiến họ dễ dàng đạt được điều gì đó. Khi xử lý các vụ việc, họ có thể sắp xếp mọi thứ có trật tự. Họ dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và dịu dàng với anh chị em. Họ là những người yêu hòa bình và đối xử bình đẳng với mọi người. Một trong những điểm yếu của tính cách của người tuổi Tân Hợi là tính bướng bỉnh, họ khó có thể thay đổi suy nghĩ để chấp nhận lời khuyên của người khác. Bản mệnh thường làm việc dựa trên tốc độ chậm của họ, việc thiếu hiệu quả sẽ dẫn đến một kết quả trung bình, mệnh chủ có vẻ thất thường, thực sự cáu kỉnh và khó chịu. Do độ cứng đặc trưng của chúng không thể phản ứng một cách chính xác theo những thay đổi bên ngoài, còn ở thế bị động, họ có xu hướng lỏng lẻo và vụng về. Thời gian tới, chú định cho Tân Hợi vô vàn những cơ hội mới mở ra, trong các lĩnh vực về tài chính, tiền tài và sự nghiệp. Thực ra ngay từ thời điểm cuối năm 2022, họ đã bắt đầu nhen nhóm thấy những cơ hội mới, những ánh sáng lấp lánh kéo họ ra khỏi vòng xoay sự nghiệp quen thuộc mà họ gắn bó suốt lâu dài. Từ 55 tới 59 tuổi, cơ hội của Tân Hợi sẽ tới rất nhiều, có quý nhân phù trợ giúp đỡ, có đối tác đặt vấn đề liên kết, có những lựa chọn khiến họ phải quyết việc mạo hiểm hay tiếp tục an toàn. Điểm kỳ lạ trong mệnh của Tân Hợi là họ rất hữu duyên với môi trường nhà nước, công sở và đoàn thể, nhưng điểm kỳ lạ hơn, họ lại thường chỉ thành công bằng con đường kinh doanh, tư nhân, doanh nghiệp. Vấn đề là tài năng của họ tuy có nhưng cái trí lại không nhiều, sáng tạo họ tuy lắm nhưng chăm chỉ lại không thừa. Trừ một số ít Tân Hợi gặp những cú sốc lớn trong cuộc sống như hôn nhân đổ vỡ hoặc gờ tù vào tội thì mới ép được tài năng bộc lộ. Với Tân Hợi trong môi trường nhà nước thì an an và ổn ổn, không tiến lên mà cũng chẳng đi xuống. Tài năng tuy có nhưng nịnh nọt thì không giỏi, kiến thức tuy lắm, nhưng khéo léo thì không thừa, bởi vậy cơ hội tiến tới không nhiều, tuy nhiên có thể nghiên cứu việc học tiếp, chuẩn bị cho tương lai sắp được trọng dụng. Với Tân Hợi trong môi trường doanh nghiệp tư nhân, thêm đối tác, thêm công việc, thêm cơ hội, thêm lựa chọn, nhưng không nên cả nể mà nhường cơ hội cho người khác, cần chú ý, kẻo làm nhiều công thì không được ghi nhận, chăm chỉ mà lại thành may áo cưới cho người. Không cần đố kỵ, chẳng cần ghen tị, cũng không cần mưu hèn kế bẩn, nhưng hãy tranh thủ sao cho lợi ích, xứng đáng với nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra. Với Tân Hợi trong môi trường kinh doanh, hoa sen Tây Hồ là hoa sen hai lớp, vậy nên khi nó cũng nở hai lần. Việc kinh doanh trong năm 2023 của tuổi Tân Hợi cũng vậy. Hoa nở hai lần, mỗi lần lại bùng nổ hơn, rực rỡ hơn, đặc biệt là thời điểm cuối năm, Tân Hợi sẽ có thêm bạn hàng, thêm đối tác, thêm mặt hàng, thêm cửa hàng. Mỗi ngày lại đè ra thêm ý tưởng, mỗi ngày lại sinh ra thêm việc muốn làm, lựa chọn rất nhiều, nhưng cần chọn ra một xu hướng chính, rồi từ từ mà xây dựng bao quanh. Tỷ phú Lý Gia Thành từng chia sẻ, trước 30 tuổi, mọi người đều dựa vào sức lực hoặc trí thông minh để kiếm tiền, nhưng sau 30 tuổi, người ta dùng tiền kiếm tiền. Nếu bạn muốn sống cuộc đời an nhàn,
đủ ăn đủ xài, việc lựa chọn một công việc văn phòng ổn định và chạy theo nó, tích cực bỏ 30-50% số tiền lương mỗi tháng vào sổ tiết kiệm, đợi đến lúc nghỉ hưu sẽ có số tiền dưỡng già, không sai. Nhưng nếu bạn muốn tự do tài chính, sống cuộc đời dư giả sung túc, mua đồ không cần nhìn giá, vậy từ bây giờ hãy học cách quản lý tiền nhé. Quản lý tiền bao gồm cả việc tiết kiệm chi tiêu, cách tiêu dài thích hợp và cả cách dùng tiền đầu tư hợp lý. Bởi vì quản lý tài chính bao gồm cả việc đầu tư kinh doanh, nên có nhiều người thường cho rằng tiền vốn đủ nhiều mới có thể tự mình quản lý tài chính thành công. Nhưng khái niệm này sai rồi, không phải vì bạn có tiền mới có thể quản lý tài chính, mà vì bạn biết cách quản lý tài chính mới có tiền. Ngay từ bây giờ, hãy tập quản lý tài chính bằng những việc đơn giản nhất. 1. Giảm chi phí thừa, ghi rõ số tiền chi tiêu mỗi ngày vào một cuốn sổ, kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi tiêu trong một tháng. Tập tiết kiệm chỉ mua những thứ cần, tập từ bỏ, không mua chỉ vì thích hay đua theo trào lưu. 2. Đầu tư cá nhân, đầu tư 10% tiền lương hàng tháng vào bản thân, có thể là sức khỏe, kỹ năng, kiến thức, tùy bạn chọn thứ phù hợp với mình, làm việc chăm chỉ hơn để phát triển kỹ năng công việc. 3. Tăng thu nhập, đặt ra một mức tiêu phí nhất định hàng tháng, phần còn dư ngoài việc đầu tư cá nhân, hãy dùng nó để đầu tư kinh doanh. Về tình cảm, với sự vận hành của các yếu tố, không phải là một năm hoàn mỹ cho các mối quan hệ của tuổi Tân Hợi, cả nam hay nữ Tân Hợi đều bị những dòng sao xấu chiếu. Chủ về thị phi và khẩu thiệt, Tân Hợi vốn lấy chữ lành mà làm chủ đạo, trong cách hành xử, không ghen tị, không đố kỵ, không sân si, cũng chẳng oán hận, việc ai người nấy làm, trà ai người ấy thưởng thức, nhưng dòng đời vốn không êm đềm và để cho Thân Hợi được nhàn tản như. Vậy, từ 55 tới 59 tuổi, vẫn tiếp tục là những câu chuyện thị phi, tiểu nhân đố kỵ ganh tị, bằng mặt mà không bằng lòng, trước mặt thì xung xoe, sau lưng rình thịt chim sẻ. Một số Thân Hợi có xu hướng của người tạo xu hướng, đi đầu xu hướng thì rất dễ gặp Lý Thông cướp công thạch xanh. Tuy Tân Hợi là người khởi xướng, bỏ công bỏ sức kiến tạo, với suy nghĩ làm vì mình muốn, nhưng kẻ khác lại là người hưởng sái thành quả trên công sức mà Tân Hợi bỏ ra. Đời vốn luôn đầy rẫy sự bon chen, mệt mỏi, muốn vô tự lự trong cuộc sống này đâu phải là điều giản đơn. Cái thú vị của vận mệnh là ở chỗ, tất cả những kẻ tiểu nhân thường không trường thịnh, vận mệnh sẽ lấy một phần tài lộc của họ để bù cho nạn nhân của sự thị phi. Nên với tính cách lành của bản thân, Tân Hợi có thể gánh họa, có thể bị điều tiếng, có thể mất công mất sức may áo cưới cho người, nhưng cuối cùng lộc lá, vận may và nhiều thứ giá trị khác lại cũng vẫn thuộc về Tân Hợi. Vậy nên, đừng suy nghĩ quá nhiều khi bị thiệt thòi, bị đì đọt trong năm 2023, vẫn là những nạn đấy quay đi quay, lại năm nào mà chả diễn ra. Hôn nhân sẽ trải qua thử thách, trải qua khắc khẩu, cãi vã, xung đột và kiện tụng, cần tránh nghiêm trọng hóa vấn đề, tránh kiểu không nói ra, nhưng vẫn luôn tự gặm nhấm buồn tủi, tránh việc lúc nào cũng nói không sao, nhưng áp lực tâm đau, lại không chia sẻ ra ngoài. Về sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sau dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần, thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm, hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại tin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Tuổi Tân Hợi có đặc trưng là thông minh, trung thành, hiếu học, trách nhiệm, nên được cấp trên coi trọng, người xung quanh yêu mến. Nhưng vì cá tính cố chấp, dễ nổi giận, nên người khác khó lòng thân cận. Hãy thỉnh Phật A-di-đà, Ngài sẽ điều hòa tính cách mang tới sự hòa hợp cho bản mệnh. Bản mệnh Phật A-di-đà ngụ ý, tiền đồ vô lượng, không chỉ tăng cường sức hấp dẫn, mà còn rất có lợi cho sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi. Phật A-di-đà tượng trưng cho ánh sáng, phúc thọ, bảo hộ cho người tuổi Tân Hợi trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường gây dựng cơ đồ, hưởng đời an lạc. Những người có cơ may gặp được Ngài thì có thể thoát khỏi mọi nỗi thống khổ trên đời. Chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người, đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kèo lộc tồn mệnh suy, rước tai ương về nhà. 1. Nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách Thái Căn Đàm có viết, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm, thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết. Ý là chân của tâm, nếu phòng ý mà không nghiêm,
thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta, nói như thế nào, không nên nói gì, kỳ thực không phải do miệng quyết định, mà do nội tâm của một người quyết định. Có những việc không nói ra thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống, có một số người nhanh mồm nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ, kỳ thực thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện giãi bày, đối với việc riêng của người khác, càng không thể tùy tiện tiết lộ, bởi vì người khác thổ lộ bí mật của chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lẳng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy, chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát, gây ra phẫn nộ, thì mối quan hệ này rất dễ dàng đi tới kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi tới đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng, cho dù là ai, thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói, nếu thực sự không có gì để nói thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. 2. Làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều có giá cả tương xứng, nếu một người muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng, nếu bạn muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều, nếu bạn muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn, một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau, cha mẹ là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình, thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình, trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân, rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình, lúc phẫn nộ nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc, làm thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên, có thể nói tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của bản thân. 3. Làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận, tiếc nuối. Người ta khi làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài, thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tốn thiểu. Người như thế sẽ không có ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc, chỉ những người lương thiện mới được người khác kính trọng và tán dương. Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết, cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già không phải ngày đêm hối hận, bởi vì đã cô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Tân Hợi. Đức Phật dạy rất rõ ràng, đơn giản, tiền bạc mà con người kiếm ra bằng cách lương thiện cần được chia làm 4 phần. Một phần được dùng cho chi tiêu cá nhân, tức là các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, trang phục, nhà cửa, học hành, chăm sóc sức khỏe, mua sắm phương tiện, của cải làm ra theo lời Đức Phật dạy là để phục vụ các nhu cầu chính đáng trong cuộc sống con người, không nên keo kiệt, bổn xỉn. Nhu cầu chi tiêu cá nhân được Đức Phật rất coi trọng nên Ngài nêu lên ngay đầu tiên. Khoản chi tiêu cho cuộc sống chỉ chiếm 1/4, điều này phản ánh triết lý, thiểu dục chi túc, tức là giảm bớt ham muốn và biết đủ của đạo Phật. Tiền bạc và của cải do con người làm ra, không phải để thỏa mãn những thú vui sa đọa, khiến con người trở thành những kẻ thiếu đạo đức, nô lệ của vật chất. 2 phần tiền làm ra cần được chi cho việc làm ăn, tức là tái đầu tư cho sản xuất, buôn bán, để tiếp tục sinh lời. Lời dạy này phản ánh tầm nhìn sâu xa, rộng lớn của Đức Phật, đó là phải đầu tư nhiều nhất để kinh tế cá nhân và xã hội ngày càng phát triển. Điều đó cũng rất phù hợp với kinh tế học hiện đại về tái đầu tư để phát triển thêm nhiều của cải cho xã hội. Tiền bạc kiếm được không phải để tiêu xài phung phí, nhưng cũng không được để đóng băng một chỗ, mà cần tiếp tục luân chuyển thường xuyên, giúp cho tiền đẻ ra tiền, bảo đảm tương lai lâu dài cho gia đình và giúp xã hội phát triển. 1/4 số tiền còn lại, Đức Phật dạy phải tiết kiệm để phòng khi ốm đau, hoạn nạn.
Cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta, dù giàu hay nghèo, thì vẫn ẩn chứa những bất trắc vô thường như ốm đau, hoạn nạn. Trong thế giới luôn nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh. Vì thế, nếu không có một phần dành dụm, thì khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ càng khổ sở. Đức Phật luôn khuyến khích mọi người dành ra một phần trong số tiền tiết kiệm để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hay cúng dường cho hoạt động Phật tử. Nói theo cách khác, chúng ta nên luôn có số dư trong ngân hàng phúc đức. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.